Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi vào downtown của Toronto. Hiện tại thì mình đang bị kẹt xe ở đây, trời khá là đẹp. Hồi sáng thì mưa quá trời nhưng mà bây giờ thì trời trong xanh và rất là nhiều mây. Mình đang bị kẹt xe chỗ này, xe đông ơi là đông, đằng sau mình còn một đống nữa. Mình thì phải giữ cái lane này bởi vì phía trước nó là cái exit mà nó kẹt xa ơi là xa luôn, không biết bao lâu sẽ tới đó. Mình phải cố gắng đừng có để cái chỗ hở đằng trước quá nhiều, bởi vì nếu mà để hở quá nhiều là có những cái chiếc xe họ sẽ vượt lên trên và họ sẽ chen vào. Vì thế là mình sẽ bị mất chỗ. Phía trước mặt các bạn là quang cảnh sầm uất của thành phố Toronto với cái tòa tháp rất là cao, đó là CN Tower, biểu tượng của thành phố Toronto. Kẹt xe quá. Nãy giờ kẹt xe ở Toronto à, mình quẹo à, mình đi sát qua bên này đi. Rồi ở Four Dice thì không được kẹt xe. Chưa bao giờ kẹt xe, bây giờ được thưởng thức kẹt xe ở Toronto, Canada. Bây giờ thì mình đang tiến vào khu Chinatown của Toronto. Đơn vị đo lường ở bên Canada này thì hoàn toàn giống với Việt Nam. Chỉ có Mỹ là nó chơi khác người thôi, nó dùng pound với lại gallon với lại mile. Thì bên Canada đó họ dùng là km, nửa ký với lại lít. Thì xăng ở đây khá là mắc. Xăng ở đây nó rơi vào khoảng 1 đồng 3 đô Canada cho 1 lít xăng. Tính ra là khoảng 1 đồng 3 đô la Canada chắc khoảng là 20 ngàn Việt Nam đồng cho 1 lít xăng rồi đó. Xăng bên Canada khá là mắc. Mắc hơn rất nhiều so với bên Mỹ, đặc biệt là so với Iowa. Xăng mình đổ chỉ có 1 đồng, chưa tới 1 đồng 8 cho 1 gallon xăng loại xăng sinh học E85 á. Wow, các bạn để ý đằng trước kìa, có một cái xe Lexus mà đó là cái chiếc taxi, nó ghi là taxi driver cab gì đó ở dưới cái biển số đó. Thấy không, bên này nó giàu quá, taxi nó chạy Lexus các bạn à. Các bạn để ý ở phía trên á, nó có những cái cọng dây á, nó nối chằng chịt ở phía trên chỗ ngã tư á. Thì những cái dây này nó là dây nối điện cho cái xe điện á. Phía trước các bạn nó là mấy cái xe điện á, nó để ra đó. Thì khi cái điện nó chạy ngang qua chỗ này nghe cái tắt một cái, nó giống như là nó sạc điện cho cái xe đó. Cái xe điện phía trước á, nó sẽ có một cái cọng dây nó nối lên trên để mà nối điện, lấy điện từ cái cọng dây ở trên. Dây điện á, mà chằng chịt như thế này á thì người nhện thôi rồi, không đâu được đâu. Phía trước mình bắt gặp một anh Uber Eats. Anh này đang đi giao đồ ăn nè. Trong những cái thành phố lớn như thế này á thì mình nghĩ là nên đi xe đạp hoặc những xe nào nó nhỏ nhỏ thôi thì dễ đi hơn. Chứ xe hơi nó to quá đi cũng sợ nữa. Xe đông ơi là đông. Tại vì mình đang dẫn đầu đàn nữa chứ phía sau mình là cả đống. Đúng rồi, tao đã đón đây rồi. Ôi ơi, hay quá, đầy đậu đầy rồi. Đây à, dễ từng hầm đây à, đây vào cửa này, cái cửa ra. Hiện tại vừa mới kiếm được một cái chỗ đậu xe à, tiền thì bao nhiêu thì không biết nhưng mà chắc cũng không mắc lắm đâu à, bây giờ đi kiếm đồ ăn thôi ở Chinatown Toronto ở bên Canada à, phố tàu tiền Canada 2.000 đồng à, đi chợ. Ồ, khoai lang sweet potato 69 sen, tức là khoảng 10 cho là khoảng khoảng 15.000 nửa ký đó, 99 sen cho nửa ký là đô này, đô Canada thì đúng rồi, khoảng 20.000 nửa ký. Đây có trà sữa nè, tiệm cắt tóc, mì,
tỏi, xoài, nấm, nấm, xí mụi. Massage nè. Xong bên kia là tàu điện. À, nó có cái cọng dây nối lên trên. Đó, giờ nó chạy rồi đó. Cherry đồng 7, đồng 79 đô Canada. Đây. Tốt rồi. Cái chôm chôm nữa. Mãng cầu sầu riêng. Nhãn nè. Đó vậy. Cái này là bồng bon. Giống trái dâu da. Đúng rồi. Chắc táo á. Quả táo á, táo mà làm táo tàu á. Rồi chắc đây. Táo tàu. Ừ, táo tàu. Ở đây là bồng bon. Có mãng cầu nè. Na nè. Đây là gì đây? Công ty du học. Du học Canada không cần chứng minh tài chính. Được làm 20 giờ một tuần. Sau khi tốt nghiệp được xin định cư. Du học studycanada.vn. Số điện thoại đây. Xin chuyển trường Canada Đại học Việt Nam rồi đó. Công ty du học. Ờ, xin Canada dễ, Canada Úc dễ, Mỹ khó. Máy đậu xe, bỏ vô in tờ giấy ra bỏ lên xe. À, $3 một tiếng. Đậu 10 tiếng là $30. Bỏ thẻ tín dụng vào đây. Bỏ xu vào đây. Rồi in cái vé ra. Cancel cái này ra là người ta sẽ nhả cái xu ra cho mình chỗ này. Bỏ cái vé ở đây. Đó, in ra mình lấy ra mình bỏ vào lên xe. Rồi rồi. Thương xá Bến Thành chuyển tiền vào Việt Nam nè. Trong này giống như cái mò mini vậy. Đó, gửi tiền về Việt Nam, chuyển tiền về Việt Nam hồi suất tốt hơn. Ngân hàng, giá cả phải chăng Western Union, Sài Gòn Pharmacy, hiệu thuốc. Đó, thuốc tàu, hiệu thuốc tàu. À, dưới đây là Hùng Tour, du lịch bảo hiểm chuyển tiền. Đó, Hùng Tour, du học Canada giúp bạn xin trường, giúp bạn xin việc, giúp bạn xin định cư. Dữ không? Đó, ai thích thì nhào vô. Đây này à, Canada thuế, ờ, à, thuế. Thế thôi, bạn chữ tàu không? Sài Gòn Optical, chắc là làm kính. Đây có bác sĩ Phong nè, wow. Chim này nó đâu sợ mình đâu. Nó trời luôn. Chim bồ câu. Nó nằm nó ngủ. Không biết có con nào chết không. Về roti được á. Không, nó nằm nghỉ á. Không sợ đâu. Đi bộ không à. Chim đi bộ không. Bên kia có quán phở Hưng kìa. Minh Châu kìa. Nói chung là ở đây thấy tàu nhiều mà Việt Nam cũng nhiều nữa. Hiện tại thì mình đang ở downtown của Toronto, Canada. Cũng giống giống như Chicago vậy á. Những tòa nhà chọc trời. Canada Just TD. Ồ, chứ không phải là TD American. TD America.
lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Như các bạn có thấy là mình đang bị lạc, đi tìm một cái shopping center, một cái mall nó nằm ở dưới lòng đất. Mà bây giờ là trời nó gần tối rồi. Ok, mình đang bị lạc đó. Rồi bây giờ chưa đang đứng chờ, không biết đi hướng nào. Ok, cái mall nó nằm dưới lòng đất. Và bây giờ mình sẽ phải đi xuống. Cái mall này nó nằm dưới lòng đất, nó không có lối đi lên. Vì vậy mình phải đi xuống bằng cái lối subway, tàu điện ngầm. Ok, xuống dưới thôi. Eaton Center ở Canada. Và bây giờ là mình lạc mấy người kia luôn. We get lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Sau khi mà đi trong mall vòng vòng rồi mỏi chân quá rồi và mọi người đều muốn là đi về rồi, mỏi chân quá rồi thì rồi bây giờ mình sẽ phải đi lấy xe rồi chắc phải chạy về Niagara Falls rồi đi về bên Mỹ. Đuối quá. Ok, bây giờ là mình đã mệt mỏi rồi, mệt nhừ rồi, muốn rụng chân rồi nha. Và bây giờ thì mình cũng không biết là sẽ đi đâu nữa hết. Vì vậy, đi đâu thì mình sẽ nói sau vậy. Tới đâu hay tới đó. Sau một thời gian mà chạy vòng vòng rồi bị kẹt xe ở chỗ downtown, chỗ mà Chinatown á, thì cũng ra được tới đây rồi. Chỗ này thì nó hơi thoáng hơn một xíu và chuẩn bị ra freeway. Ra freeway thì nó đỡ hơn, chạy nó cũng đỡ hơn là chạy local. Kẹt xe mà từ lúc trời sáng xong rồi bây giờ là trời nó gần tối luôn rồi. Hồi nãy á, mình có quay một cái trung tâm du học gì đó, mình không nhớ nữa, mà mình thấy họ quảng cáo như vậy không biết có đúng hay không. Nếu đúng thì cũng được, nếu như mà phỏng vấn mà du học Mỹ nó khó quá thì Canada cũng không tệ, đúng không? Thành phố này quá lớn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chạy về phía Niagara Falls lại. Thì nó tính là khoảng 1 tiếng rưỡi nữa thì mới tới nơi. Tới nơi thì chắc trời nó cũng tối thui rồi. Vì là buổi tối ngày hôm nay là họ có bắn pháo hoa ở đó. Quay về đó xem rồi đi về.
đang ở ngay biên giới giữa Mỹ và Canada. Có một cái cửa hiệu nó bán hàng miễn thuế ở Canada. Thì tụi mình dừng lại đây, mà trước khi quay trở lại với nước Mỹ thì mình phải vứt hết tất cả trái cây ha. Mình không có được mang trái cây. Thì ok, mọi thứ đều được hết, nhưng mà trái cây là họ sẽ vứt đi đó. Đây, cái thác ở đây, về buổi tối đó, chạy qua đây. Đây, cửa khẩu là bên kia kìa. Đó, cái chỗ xanh xanh đỏ đỏ đó, mình chạy qua bên đó là qua bên Mỹ. Ồ, lạnh quá. Đó, cái thác này buổi tối thì họ chiếu đèn nè. Đó, bên kia đỏ, bên này thì nó xanh xanh nè. Còn đây chính là cửa khẩu giữa Mỹ và Canada. Một lát nữa mình sẽ phải đi qua đây. Thì xe người ta đang đậu nè. Wow. Wow, đậu hàng dài luôn. Rồi, hết rồi. Ồ, hay quá, đỡ. Đó, người ta đang nhập cảnh vào Mỹ đó. Đây, ở đây có một cái Crowley Plaza. Ở đây người ta dùng từ Plaza khá là nhiều. Thì mình không biết nữa, thường thường thì mình thấy mall. Ở nơi khác thì họ dùng mall, bên này dùng Plaza nhiều lắm. Mình search mall nó không có ra đâu. Search Central với lại Plaza là ra Shopping Central với lại Plaza thì nó ra nhiều lắm. Phía bên này Casino. Bên này cũng casino. Rồi ở đây nhiều casino lắm, tha hồ mà cúng tiền luôn á. Dưới này thì có cái nhà hàng, giờ đói vô ăn được á, mua đồ dưới ra đây ăn. Bên này là duty free. Đó, duty free, bán hàng miễn thuế. Thì hồi đó cách đây 3-4 năm trước á, là năm 2013 gì thì vậy, thì mình ở khách sạn này nè. Đó, thấy không, đó, Marriott. Khách sạn này á, thì ngó xuống dưới là nó ngay cái móng ngựa luôn. Sang hơn á, thì ở cái này, cái tròn tròn đây nè, đó, ánh sáng nè, mát, nhưng mà nó khách sạn nó đẹp, trên đó là khách sạn á. Rẻ hơn thì có thằng này đó, nhưng mà dịch vụ theo đánh giá thì ok thôi chứ không tốt lắm. Đó, Embassy. Một lát nữa ở đây sẽ bắn pháo bông, mình sẽ đứng đây chờ luôn, xem xong chứ mình không có chạy qua bên kia nữa, bên kia nó kẹt xe nữa. Vì ở đây nó có một cái view khá là đẹp, thế nên mình sẽ ở đây xem bắn pháo bông, xem xong rồi về. Xong rồi, cuộc sống ấm no hạnh phúc rồi. Hiện tại là gần 12 giờ khuya rồi và cũng trên đường gần về tới nhà rồi. Cũng khá là mệt mỏi. Và mình cũng kết thúc chuyến hành trình Niagara Falls và Toronto ở đây. Và hẹn gặp các bạn trong chuyến hành trình của ngày mai. Bye bye!